Uống cạn chưa? Tôi uống cạn rồi này. Tôi không uống tiếp được nữa. Không tiếp được. Thấy hơi đau đầu. Không uống tiếp tục thì chúng ta bàn công việc kiểu gì? Tử Tuệ thay. Cô ấy thay. Được, uống thay. Thêm một ly. Ba ly. Tôi không uống được. Giám đốc Từ đã nói rồi, không uống thì bàn việc thế nào được. Dạ được. Tôi kính nó một ly. Khi nãy tôi uống rồi. Được rồi, tôi uống với cô một ly. Tôi sẽ uống cạn, ông cứ thoải mái uống. Cô xem kìa. Cô bé. Cô bé, cô xem kìa. Tôi nói này cô bé, giám đốc Lữ hôm nay rất là chính xác đó. Nếu không thì chỉ tôi với cô ta uống vì chẳng có việc gì thú gì. Cô có uống được không vậy? Đừng cố gắng gượng, uống rượu vui mới là tốt. Khi nãy mấy lời tôi nói chỉ là đùa thôi. Tôi nói với ông này, vì công việc cô ta uống cái gì cũng được hết. Vậy sao? Phải. Được. Tôi thích. Tôi phải đưa cô ta đi. Ngày mai là thuộc về tôi. Cô thấy sao? Chuyện này ông đừng có nói với tôi chứ. Ông phải hỏi cô ta. Cô bé, có được không? Được. Tốt quá rồi. Cô xem, tôi uống trà với tôi. Đi đâu uống trà vậy? Giám đốc Tiêu quyết định. Vậy đi cô bé. Cô ấy à, gọi thêm hai chai rượu nữa. Hai chai nhỏ. Hai người chúng ta mỗi người một chai. Tôi mà uống vui, tôi sẽ ký hợp đồng. Không đã hứng, cô lại uống trà với tôi. Phấn trôi hết rồi. Không, không trôi. Cô ấy không được đâu, uống trà một mình đi. Giám đốc Lữ, tôi muốn cùng ông ấy uống hai chai rượu to. Được, nào. Là cô tự muốn đấy. Tôi đi trang điểm lại một chút được không? Một chút thôi, rồi quay lại. Tôi sẽ từ từ mà uống. Từ Thiên, mau tới cứu em.
Cứu em. Sao vậy, em đang ở đâu? Em ở Lão Khát Lặc. Lão Khát Lặc. Lão Khát Lặc nào? Để em nhớ lại đã. Đi tướng tàu số 4. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời tắt máy. Phục vụ. Cô Triệu, chỗ rượu này là của phòng chúng tôi sao? Tôi mượn một lát nha. Tôi rót rượu cho ông. Khi nãy tôi nói là hai chai nhỏ, hai chai to này, cô có thể giúp tôi uống nửa chai không? Tôi không liên quan gì hết. Cô đừng đừng là một giám đốc, còn không bằng người cấp dưới, còn làm sếp cái nỗi gì nữa. Vậy đi cô bé, cô hãy rót nửa chai cho cô ấy đi. Cô ấy với tôi mỗi người nửa chai, chai này là của cô đó. Đi đi, rót rượu đi mau lên. Chai này chính là của cô. Rót rượu đi nhanh lên. Giám đốc Lữ. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời tắt máy. Vui lòng gọi lại sao? Tôi không say. Không sao cả. Từ từ thôi. Xe tôi đây. Ra đây. Giám đốc Lữ, hôm nay uống vui thật đấy. Giám đốc Tiêu, xin mời ông. Tôi nói này, chút nữa với đưa giám đốc Lữ về. Giám đốc Lữ, tôi đã sắp xếp xong hết rồi. Ông cứ yên tâm đi. Như vậy đi. Nhìn thấy cô bé kia chưa? Uống rượu như uống nước vậy. Để cô ấy lên xe, chúng ta đưa cô ấy về. Không cần đâu à? Không cần đâu. Không cần đâu. Không cần, vậy tôi đi đây. Bỏ ra tôi không sao. Lão Tiêu, hôm khác uống tiếp nhé. Giám đốc Lữ, xe tới rồi.
Giám đốc Lữ, cẩn thận. Tạm biệt. Điện thoại không gọi được. Bị nước vào. Không phải nói chết chắc rồi sao? Vẫn tốt đấy thôi. Đã chết chắc rồi. Chỉ là anh không nhìn ra được thôi. Giờ anh tới rồi. Cứu sao đây? Đi trước hai bước.